danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Hello everybody, cô xin chào tất cả các con và chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với lớp học của chúng ta. Từ hôm đến giờ thì cô và chúng mình đã cùng nhau đi qua tổng cộng là 4 lesson của chương Unit 4 I Go By Bus của cuốn sách English 2 Family and Friends rồi đúng không nhỉ? 4 lesson đó đã là 2/3 chương học của chúng ta rồi. Thật là nhanh đúng không các con? Nào, vậy thì ngày hôm nay chúng mình hãy cùng cô ôn tập lại một chút tất cả những cái kiến thức mà mình đã được học nhé. Đầu tiên thì chúng mình có Lesson 1, Word. Ở Lesson 1 này thì các con có nhớ là mình đã được tìm hiểu về cái gì không nhỉ? Đúng rồi, chúng mình đã được cùng nhau tìm hiểu về một số những cái từ vựng liên quan đến chủ đề là phương tiện giao thông. Những cái phương tiện này thì đều rất là quen thuộc trong cuộc sống của chúng mình rồi. Đầu tiên thì cô có giới thiệu chúng mình là một loại phương tiện giao thông công cộng. Đấy là gì các con nhỉ? Đây là loại phương tiện công cộng mà phổ biến nhất ở Việt Nam mình. Đó là xe buýt, là bus. Bus. Đến với cả từ thứ hai là bike. Đây là một loại phương tiện cực kỳ thân thiện với môi trường. Cái gì nhở? Mà lại tốt cho sức khỏe nữa cơ. Xe đạp đúng không? Xe đạp. Đến với cả phương tiện thứ ba là một loại phương tiện mà mình sử dụng để di chuyển ở dưới nước. Đó là chiếc thuyền, boat. Thứ tư là xe ô tô, là car. Thứ năm là xe tải, truck. Và cuối cùng chúng mình có từ xe máy là motorbike. Đến với cả lesson 2, grammar and song, thì cô đã giới thiệu cho chúng mình hai cấu trúc ngữ pháp để khi mà mình muốn nói là mình đến đâu đấy bằng cái gì. Thực ra nói là hai cấu trúc nhưng nó chỉ là một cái thì mình sử dụng cho những cái phương tiện giao thông, còn cái còn lại thì là mình đi bộ. Và cái sử dụng cho phương tiện giao thông thì mình sử dụng cái gì nhỉ? Mình sử dụng động từ go. I go to somewhere by something. Ví dụ như cô muốn nói là tôi đến trường bằng xe máy thì cô sẽ nói là I go to school by motorbike. Đúng rồi. Và cấu trúc thứ hai thì là sử dụng khi mình đi bộ đúng không? Ví dụ như là tôi đi bộ về nhà, I walk home. Còn đối với những địa điểm khác thì mình nhớ là có to cho cô nhé. Ví dụ như là I walk to the park. Tôi đi bộ đến công viên. Đến với cả lesson 3, sound and letters, thì cô đã giới thiệu cho chúng mình hai chữ cái đúng không? Là letter W đọc là w, và letter X mình đọc là ks. Mình phát âm chứ, cô xin lỗi nha. Mình phát âm. Và cuối cùng, gần đây nhất thì chúng mình đã được tìm hiểu về lesson 4, numbers, những con số. Và mình đã được làm quen với hai con số, đó là số 17, 17, và số 18, 18. Vậy thì qua 4 lesson rồi, thì ngày hôm nay chúng mình sẽ đến với cả lesson 5, sound and letters. Tiếp tục là một bài âm và những chữ cái nữa. Vậy thì không biết là ngày hôm nay chúng mình sẽ được tìm hiểu về những chữ cái gì nhỉ? Các con có tò mò không? Cô rất là tò mò rồi. Vậy thì bây giờ mình hãy cùng nhau đi vào bài học luôn nhé. Nào, đầu tiên thì chúng mình sẽ có bài tập số 1, listen, point and repeat. Right. Nghe, chỉ và nhắc lại, viết. Listening 64. Listen and point. Letter Y. Yeah.
Yeah. Yeah. Yogurt. Yogurt. Yeah. Yo-yo. Yo-yo. Letter Z. 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 Zebra. Zebra. Z. Zoo. Zoo. Vậy là hôm nay chúng mình được tìm hiểu về letter Y, chữ Y dài, và letter Z, chữ Z, đúng không? Lần lượt từng chữ cái mình sẽ phát âm thế nào nhỉ? Nãy mình vừa nghe ở băng, người ta đọc như thế nào hả các con? À, letter Y thì mình sẽ đọc là Y, đúng không? Y, với hai ví dụ là từ yogurt. Yogurt. Đây là một loại đồ ăn mà cô rất là thích trong mùa hè đấy. Các con có biết yogurt là cái gì không nhỉ? À, nó cũng rất là tốt cho hệ tiêu hóa của chúng mình nữa. Nó là sữa chua các con ạ. Sữa chua. Và từ thứ hai chúng mình có từ yo-yo. Yo-yo. Đây là một cái loại đồ chơi. Cô nghĩ là các bạn cũng đều sẽ biết đúng không? Đây là một loại đồ chơi rất là tuổi thơ đối với cô. Và đối với chữ thứ hai, chữ cái thứ hai thì chúng mình có letter Z. Chữ Y dài mình đọc là Z. 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 Nha. Mình sẽ cảm nhận được hơi có một cái độ rung rất là nhẹ ở cái phần răng cửa của mình khi mình bắt đầu phát âm letter Z. Nào, các con nghe lại cô nhé. Z. Z. Với cả mình có hai ví dụ đó là từ zebra. Zebra. Các con có biết zebra là con gì không? Mình nhìn hình mình cũng đoán được rồi đúng không? Con gì mà có vằn đen với cả trắng nhỉ? À đúng rồi, con ngựa vằn. Con ngựa vằn nhá. Đừng nhầm cho con lừa nha. Con lừa nó phải là màu xám cơ. Zebra là con ngựa vằn. Và đến với từ thứ hai, mình có từ zoo. Zoo. Zoo là cái gì nhỉ? À, zoo là sở thú đúng không? Các con có thích đi sở thú không? Có đúng không? Rất là nhiều các bạn động vật dễ thương. Nào bây giờ mình hãy cùng nghe lại một lần thứ hai. Và lần này mình sẽ nghe và mình nhắc lại theo băng nhé. Listen and repeat. Letter Y. Yeah. Yeah. Yogurt. Yeah. Yo-yo. Letter Z. 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 Zebra. Z. Zoo. À, vậy là đã hoàn thành xong bài tập số 1 của chúng mình, Listen, Point and Repeat rồi đúng không nhỉ? Còn write là viết thì không biết là các con đã viết những cái từ này bằng tiếng Anh cũng như là bằng tiếng là nghĩa của nó trong tiếng Việt vừa rồi chưa nhỉ? Các con hãy ghi những cái từ mới này vào trong vở nhé, để mình vừa nhớ được cách phát âm của những cái chữ cái này mà mình lại vừa bổ sung thêm những cái từ vựng hay ho cho chúng mình, được không? Được rồi. Và bây giờ thì cô mời chúng mình đến với cả bài tập thứ hai của ngày hôm nay, Listen and Chant, nghe và hát theo. Đây là một bài tập có thể giúp cho chúng mình luyện tập thêm về những cái từ mới cũng như là những cái chữ cái mà mình đã được học ngày hôm nay. Nào bây giờ chúng mình hãy cùng nghe bài hát này với cô nhé. Listening 65. Listen and chant.
I like yogurt. Yeah, yeah, yeah. I like my yo-yo. Yeah, yeah, yeah. Zebras. Zebras at the zoo. Z says the zebra at the zoo. Z, z, z. Z, z, z. Một bài hát rất là thú vị đúng không các con? Và đó là phần luyện tập thêm một chút của cái cách phát âm của chúng mình. Còn bây giờ thì chúng mình hãy, cô muốn gửi đến chúng mình một cái lời chúc mừng nho nhỏ, bởi vì chúng mình đã hoàn thành rất là xuất sắc những cái bài tập trong buổi học ngày hôm nay. Congratulations everybody. Và bây giờ thì chúng mình hãy cùng cô đến với cả bài tập thứ 3, Stick and Say, dán và nói. Ở bài tập này thì chúng mình có thể quan sát trên màn hình cho cô là có 4 bức tranh đúng không nhỉ? 4 bức tranh, và công việc của chúng mình là chúng mình xem những bức tranh này thì nó tương ứng với cả từ tiếng Anh nào. Và mình hãy ghi giúp cô cái từ tiếng Anh đấy ra, đồng thời là mình tìm trong cái từ đấy xem là những có chữ cái gì, letter nào mà mình cảm thấy là nó quen thuộc, là mình đã được tìm hiểu trong buổi ngày hôm nay chẳng hạn. Và mình cũng ghi ra cho cô nhá. Nào thì bây giờ cô sẽ cho chúng mình một phút để chúng mình có thể là tìm được cái từ tiếng Anh đấy này, ghi nó ra, và đồng thời là ghi luôn cái chữ cái mà chúng mình đã nhìn thấy là quen thuộc ở trong cái từ đấy, được không nhỉ? Một phút của chúng mình bắt đầu. Không biết là các con đã hoàn thành chưa nhở? Cô hy vọng là chúng mình đã hoàn thành rồi. Đến với cả bài bây giờ thì chúng mình hãy cùng cô hoàn thành bài tập này để xem là đáp án của cô và đáp án của chúng mình có giống nhau không nhá. Nào, đầu tiên thì cô đã làm mẫu cho chúng mình sẵn một từ rồi, đấy là từ zebra. Zebra là con gì lúc nãy cô vừa nói ở các con? Zebra là con ngựa vằn đúng không? Là mà mình có nhìn thấy một chữ cái rất là quen thuộc, đấy là letter Z đúng không nhỉ? Chữ Z. Và đến với cả từ thứ hai thì không biết là các con có đoán ra được đây là từ gì không? Rất là đơn giản thôi đúng không? Đây chính là từ yo-yo. Yo-yo và có chữ cái gì mà chúng mình thấy quen nhỉ? Letter Y đúng không? Letter Y. Đến với cả từ thứ 3 thì đây là từ chắc chắn phải là yogurt rồi đúng không? Mình thấy một cái hộp này, mình thấy là có sữa chua ở bên trong màu hồng, nhìn rất hấp dẫn luôn. Đây là gì nhỉ? Mình có chữ cái gì nhỉ? Vẫn tiếp tục là letter Y đúng không? Và đến với cả bức tranh cuối cùng thì mình nhìn thấy là cả gia đình này đang đi đến đâu đây? Đến đâu mình lại nhìn ngắm được những bạn khỉ này nhỉ? The zoo, đúng không? The zoo, sở thú. Và mình có letter Z. Vậy là ngày hôm nay cô đã vừa giới thiệu đến với chúng mình hai chữ cái letter Z, đọc là Z
và letter Y đọc là nhở, cùng với những ví dụ của chúng, đúng không nhở? Và đến đây cũng đã là kết thúc bài học ngày hôm nay của chúng mình rồi. Cô xin cảm ơn tất cả các con vì đã tham gia và chú ý lắng nghe. Thank you and wish to see you all again next time. Goodbye. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.